kia mới đây, vừa ra mắt cặp đôi ô tô điện mới của mình mang tên EV3 và EV4. Cả hai mẫu xe EV3 và EV4 dự kiến đều sẽ tham gia vào dàn ô tô điện của Kia trong tương lai. Trong sự kiện FJ diễn ra ở Hàn Quốc cách đây vài ngày, hãng Kia không chỉ công bố thông số chính thức của EV5 phiên bản thương mại, mà còn vén màn hai mẫu ô tô điện mới mang tên EV3 và EV4. Cả hai mẫu xe này dự kiến sẽ tham gia vào dàn ô tô điện của Kia trong tương lai. Việc ra mắt những mẫu xe này sẽ giúp hãng kia đạt mục tiêu bán 1 triệu ô tô điện ra thị trường toàn cầu vào năm 2026 và tăng lên 1,6 triệu xe vào năm 2030. Vào thời điểm hiện tại, Kia EV3 và EV4 mới dừng ở mức xe concept. Trong đó, Kia EV4 là dòng xe sedan trong khi EV3 thuộc phân khúc xe SUV. Nếu như Kia EV4 sở hữu ngoại hình gợi liên tưởng đến đàn anh EV6 hiện đang bán trên thị trường toàn cầu, thì EV3 lại trông khá giống Niro F2024 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu kia, EV4 mang trên mình phần đầu xe khá sắc sảo với cụm đèn pha nằm dọc, đi kèm dài đèn LED định vị ban ngày lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Bên cạnh đó là cản trước nổi bật với hốc gió cỡ lớn và bộ vành, với thiết kế khí động lực học, tương tự loại dùng cho EV9 cũng như EV5. Gương chiếu hậu của Kia EV4 có kích thước khá nhỏ trong khi nóc dốc dần về phía sau, tạo cảm giác thể thao và phong cách hơn. Tiếp đến là những đường dập gân sắc xảo và hàng loạt chi tiết màu đen làm điểm nhấn cho ngoại thất. Ở phía sau, kia EV4 được trang bị đèn hậu nằm dọc, tương tự đèn pha. Cản sau cũng có thiết kế tương đồng với cản trước. Trong khi đó, cửa cốp tích hợp thêm cánh gió vuốt lên trên và logo kia ở giữa. Là xe concept nên kia EV4 được trang bị nội thất khá tối giản, và có ít nút bấm cơ học. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị tính năng Modes mới, cho phép chỉnh ánh sáng của đèn viền nội thất cho phù hợp với tâm trạng bên cạnh đó là chế độ Perform, có tác dụng hiển thị mọi thông tin mà người lái cần để vận hành tối ưu nhất. Riêng chế độ Serenity lại hiển thị các đồ họa kỹ thuật số, để tạo ra cảm giác thư giãn cho người ngồi trên xe. Về Kia EV3, đây là mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ với thiết kế như tiểu EV9 và EV5. Theo hãng Kia, mẫu xe này được áp dụng ý tưởng thiết kế Colors, Material và Finish CMF mới. Bên ngoài, Kia EV3 trông khá vuông vức, kết hợp những đường cắt và đường cong với nhau. Kính lái của xe có thiết kế ngả sâu trong khi nóc dốc dần về phía sau. Bên cạnh đó là hốc bánh cơ bắp và bộ vành với thiết kế khí động lực học, nhưng không kém phần thể thao và hầm hố. Nội thất của Kia EV3 có hai hàng ghế và cũng được thiết kế theo hơi hướng tối giản. Theo đúng xu hướng của làng ô tô điện thế giới, nội thất của xe dùng nhiều chất liệu bền vững. Ngoài ra, xe còn có những chi tiết được làm thủ công, mang đến thiết kế không gian ba chiều cho nội thất. Đáng tiếc là hiện thông số kỹ thuật cụ thể của Kia EV3 và EV4 vẫn chưa được công bố. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.